Xin chào tất cô và tất cả các bạn. Mình là Thùy, sinh viên khóa 2 của tập đoàn EDX. Hôm nay ở video này thì mình sẽ thực hiện cái việc làm bài tập số 4 ở bộ môn kế toán doanh nghiệp. Thì ở bài tập số 4 này mình có tất cả là 12 nghiệp vụ. Và đối với 12 cái nghiệp vụ này thì bài tập của mình đó sẽ là hoàn thành một cái bảng chữ T. Để sau khi hoàn thành thì cái kết quả của phát sinh nợ và kết quả của phát sinh có sẽ bằng nhau. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào việc làm cái nghiệp vụ đầu tiên nhá. Ở nghiệp vụ thứ nhất, bán bột laptop cho khách A với giá chưa có thuế là 1 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là 10%, khách đã trả qua tài khoản ngân hàng là 300.000 và biết giá nhập của laptop là 350.000. Đối với cái nghiệp vụ này thì đầu tiên, đây mình sẽ ghi tên nhá, nghiệp vụ này. Cái câu tiếp theo đó chính là các cái yếu tố ảnh hưởng. Tiếp đó sẽ là ảnh hưởng tăng hay là ảnh hưởng giảm này. Bên này là đối với cái mức tăng giảm đó thì nó sẽ thuộc là phần nợ hay là phần có, và số tiền sẽ là bao nhiêu. Ở đây, nhiệm vụ thứ nhất, đối với cái nhiệm vụ thứ nhất này thì khi mà đọc đầu tiên là chúng ta đã thấy bán cho khách hàng A một cái hàng hóa, đó chính là cái laptop, thì yếu tố ảnh hưởng đầu tiên đó chính là hàng hóa. Tiếp tục, yếu tố thứ hai là thuế giá trị gia tăng là chiếm 10%, thì đây là mình bán sản phẩm cho khách hàng thì đó chính là cái thuế giá trị gia tăng phải nộp. Tiếp tục, đọc tiếp theo là khách đã trả qua tài khoản ngân hàng thì yếu tố ảnh hưởng đó chính là tiền gửi ngân hàng. Tiếp tục, giá nhập của laptop nó sẽ tương đương với giá vốn hàng bán. Và khi mà đã có giá vốn hàng bán thì phải đi liền, luôn luôn đi liền với cả doanh thu. Rồi nào, bán hàng hóa cho khách hàng A thì lúc đó chắc chắn rằng hàng hóa là sẽ giảm đi này. Thuế giá trị gia tăng phải nộp nó sẽ tăng lên. Tiền gửi ngân hàng, khách hàng gửi thêm, gửi qua cho mình, khách hàng trả cho mình thì đương nhiên tiền gửi ngân hàng sẽ tăng. Giá vốn hàng bán theo đó tăng lên và doanh thu thì chắc chắn là tăng rồi. Rồi, tiếp tục. Hàng hóa, đây mình sẽ thêm một cột, đó chính là cột số tài khoản đây nhé, để các bạn có thể dễ phân biệt hơn. Hàng hóa thì số tài khoản của nó chính là 156. Thuế giá trị gia tăng phải nộp 333, tiền gửi ngân hàng 112, giá vốn hàng bán 632 và cuối cùng doanh thu 511. Đây, sau khi mà nhìn các cái số tài khoản với các đầu 1, đầu 3, đầu 5, đầu 6 như này thì chúng ta có thể dễ dàng xác định nợ có hơn. Đối với tài khoản đầu 1 mà là giảm thì có nghĩa là có, phát sinh có. Thuế giá trị gia tăng phải nộp tăng thì đây chính là phát sinh có. Tiếp tục, tiền gửi ngân hàng tăng thì nó sẽ là phát sinh nợ. Giá vốn hàng bán tăng thì nó sẽ là phát sinh nợ. Và doanh thu tăng thì đó chính là phát sinh có. Rồi, hàng hóa, cái giá nhập của laptop là 350.000. Tiếp tục, thuế giá trị gia tăng phải nộp là 10%, 10% của 1 triệu thì sẽ là 100.000. Tiền gửi ngân hàng, khách hàng gửi cho mình 300.000. Giá vốn của hàng bán là 350.000. Và doanh thu của chúng mình sẽ là 1 triệu đồng. Nhưng mà khi mà các bạn cộng tổng nợ có này thì các bạn thấy thiếu điều mục rằng tổng phát sinh nợ không bằng phát sinh có. Lý do là bởi vì cái số tiền mà khách hàng gửi cho chúng ta mới là 300.000, trong khi đó tổng giá trị của chiếc laptop này là 1 triệu. 1 triệu tiền giá vốn
cộng với 100 tiền thuế giá trị tăng phải nộp là 1,1 triệu. Chúng ta lấy 1,1 triệu trừ đi 300.000 thì sẽ ra cái phải thu của khách hàng, tức là khách hàng chưa trả hết cho mình. Phải thu của khách hàng lúc này sẽ bằng, nó sẽ tăng lên này, với khách hàng chưa trả hết này. Còn phải thu của khách hàng số tài khoản đó chính là 131. Tài sản 131 tăng thì có nghĩa là nghiệp vụ nợ là 1,1 triệu trừ đi 300.000 sẽ ra 800.000. Rồi, tiếp tục đến nghiệp vụ số 2. Nghiệp vụ số 2, thanh toán tiền lương nhân viên năm 2018 bằng tiền gửi ngân hàng. Thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng này. Rồi tiếp tục, tức là phải trả người lao động. Tiền gửi ngân hàng khi mình đã thanh toán rồi thì đương nhiên là tiền gửi ngân hàng sẽ giảm. Và đã thanh toán rồi thì cái số tiền phải trả người lao động nó cũng sẽ giảm đi. Tiền gửi ngân hàng là 112, phải trả người lao động đó chính là 334. Rồi tài khoản đầu 1 giảm có nghĩa là có, tài khoản đầu 3 giảm có nghĩa là nợ. Ở đây là 50.000. Tiếp tục đến nghiệp vụ số 3. Mua hàng hóa về nhập kho 200.000, thuế giá trị gia tăng là 10% và thanh toán bằng tiền mặt. Mua hàng hóa về nhập kho thì có ngay hàng hóa này. Tiếp tục, khi mua hàng hóa là phải có thuế giá trị gia tăng, nhưng mà đây là phải giá trị gia tăng được khấu trừ. Khi mình mua hàng hóa thì sẽ là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, còn khi mà mình bán hàng hóa thì sẽ là thuế giá trị gia tăng phải nộp. Được chưa? Rồi, cái yếu tố ảnh hưởng tiếp theo đó chính là tiền mặt. Mua hàng hóa thì hàng hóa chắc chắn là tăng, thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng được khấu trừ cũng sẽ tăng và tiền mặt cũng sẽ giảm. Bởi vì chúng ta đã thanh toán bằng tiền mặt thì quỹ tiền mặt của chúng ta chắc chắn là sẽ giảm đi. Hàng hóa là 156 này. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 133 này. Và cái phần tiền mặt là 111. Tài khoản đầu 1, tất cả đều là tài khoản đầu 1 hết. Nợ có. Rồi, chúng ta tính tiền. Hàng hóa là 200.000. Thuế giá trị gia tăng 10% là 20.000. Và tiền mặt tổng phải thanh toán là 220.000. Rồi, tiếp tục nhiệm vụ số 4. Tính và thanh toán tiền lương quý 1 năm 2020 cho bộ phận kế toán là 40.000 qua tiền gửi ngân hàng. Đây, tiền gửi ngân hàng này. Tiếp tục đó chính là phải trả. Ở đây mình sẽ có hai mục phải trả người bán. Và tiếp tục đó chính là chi phí quản lý doanh nghiệp. Rồi mình sẽ giải thích nhé. Đầu tiên tiền gửi ngân hàng của chúng ta đó chính là giảm đi. Và theo đó phải trả người bán nó cũng sẽ giảm. Rồi, tức là khi chúng ta thanh toán bằng tiền ngân hàng thì tiền gửi ngân hàng sẽ giảm đi. Nhưng mà khi đó chúng ta mới xác định cái việc mà chúng ta nợ thì cái khoản nợ của chúng ta tăng. Khi đã trả rồi thì khoản nợ đó sẽ giảm đi và chi phí quản lý doanh nghiệp chúng ta giảm rồi thì nó cũng sẽ giảm đi. Rồi, ở đây mình sẽ xác định số tài khoản của các cái này nhá. 112 này. 331 này, 331 này và chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ là 642. Rồi, tiền gửi ngân hàng đầu 1 giảm là có,
Đầu ba tăng là có nợ. Đầu sáu giảm có nghĩa là nợ. Và số tiền ở đây tất cả là 40.000. Đến nghiệp vụ số 5. Tính và thanh toán tiền lương quý 1 năm 2020, bộ phận bán hàng 55.000 qua tiền gửi ngân hàng, thì cái nghiệp vụ số 4, cái nghiệp vụ số 5 nó cũng sẽ tương tự với cái nghiệp vụ số 4. Nó chỉ khác một cái là chi phí quản lý doanh nghiệp, còn một cái là chi phí bán hàng. Thì mình sẽ copy ở đây luôn nhé. Đây. Các cái này cũng tương tự như vậy. Rồi, còn cái phần chi phí bán hàng ở cái số 5 nó cũng sẽ là giảm. Và đây cũng sẽ là nợ. Và đây chi phí bán hàng sẽ là tài khoản số 641 và tiền mặt ở đây sẽ là 55.000. Nghiệp vụ số 6. Mua hàng hóa chưa thanh toán với giá chưa thuế là 120.000, thuế giá trị gia tăng đầu vào là 10%. Thì đây, mua hàng hóa là thấy ngay hàng hóa này. Và tiếp theo là mua hàng hóa thì sẽ có thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Tiếp tục, phải trả người bán. Chúng ta mua hàng nhưng chúng ta chưa thanh toán. Mua hàng hóa ngay lập tức tăng, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, tăng và phải trả người bán, tăng. Hàng hóa 156, thuế giá trị tăng được khấu trừ 133. Và cuối cùng phải trả người bán, đó chính là tài khoản 331. Rồi, bây giờ ra đây mình sẽ xác định tài khoản đầu 1 tăng thì có nghĩa là nợ, và tài khoản đầu 3 tăng thì có nghĩa là có. Mình sẽ điền số tiền vào đây. Hàng hóa 120.000, thuế giá trị tăng được khấu trừ 10% sẽ là 12.000, và tổng còn lại sẽ là 132.000. 7. Thanh toán khoản phải trả người bán bằng tiền gửi ngân hàng trị giá là 100.000. Thì đây, phải trả người bán. Và mình thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Phải trả người bán mình đã thanh toán rồi, chắc chắn là nó sẽ giảm. Khoản phải trả người bán 331. Tiếp tục tiền gửi ngân hàng 112. Rồi, tài khoản đầu 3 giảm. Tài khoản đầu 1 giảm có. Và số tiền đây là 100.000. Rồi, tiếp tục đến nghiệp vụ số 8. Bán hàng cho khách hàng C một lô hàng giá trước thuế là 200.000, thuế VAT đầu ra là 10%, khách chưa thanh toán, biết giá nhập lô hàng này là 100.000 đồng. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào việc hạch toán cái nghiệp vụ này nhé. Nghiệp vụ số 8 đúng không? Đây, thì đầu tiên bán hàng hóa, thấy ngay hàng hóa. Tiếp tục bán thì có thuế giá trị gia tăng phải nộp. Tiếp tục bán hàng hóa thì phải có giá vốn hàng bán. Tương tự với giá vốn hàng bán thì phải có doanh thu. Khách hàng chưa thanh toán thì mình phải thu của khách hàng. Rồi, hàng hóa bán hàng hóa giảm, các thứ còn lại đều sẽ tăng lên theo. Hàng hóa 156, giá trị thuế hiện tăng phải nộp 333, giá vốn hàng bán 632, doanh thu 511 và phải thu vào hàng 131.
Rồi, xác định nợ có. Có nợ có và tăng tăng đối với tài khoản đầu mục sẽ là nợ. Hàng hóa là 100 ngàn. Để giá nhập của lô hàng chỉ có 100 ngàn thôi. Tiếp tục thuế giá trị tăng được 20%. 10% của 200 ngàn thì sẽ là 20 ngàn. Giá vốn hàng bán của mình là 100 ngàn. Doanh thu của mình bán ra là 200 ngàn. Và phải thu của khách hàng sẽ là 220 ngàn. Rồi, tiếp tục đến nghiệp vụ số 9. Khách hàng C phát hiện lô hàng không đúng theo hợp đồng, trả lại 50% số lượng hàng bị sai màu sắc và công ty đồng ý nhận lại. Rồi, số 8 bán đi, số 9 nhận về. Thì chắc chắn là các cái yếu tố ảnh hưởng của nghiệp vụ số 8 nó cũng sẽ là yếu tố ảnh hưởng của nghiệp vụ số 9. Và khi đó thì các cái yếu tố tăng giảm này nó sẽ ngược lại các bạn nhé. Hàng hóa nhận lại thì đương nhiên phải tăng, còn các thuế này, doanh thu và phải thu nó sẽ giảm đi. Được chưa? Và khi đó sẽ là nợ này, có này, nợ này và có này. Số tài khoản chắc chắn là không có gì thay đổi rồi, mình sẽ copy lại cho nhanh nhá. Rồi, số tiền thì chắc chắn là sẽ giảm đi một nửa, 50. 10. 50. 100. 110. Rồi ok, đơn giản dễ hiểu. Tiếp tục đến nghiệp vụ 10. Nghiệp vụ 10 là chúng ta phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng phải nộp trong quý 1 bằng tiền gửi ngân hàng. Thật ra để có thể tính và nộp thuế giá trị gia tăng phải nộp trong quý 1 bằng tiền gửi ngân hàng thì chúng ta phải có được cái bảng chữ T để có thể biết được là cái thuế thuế giá trị tăng phải nộp và số thuế giá trị tăng được khấu trừ là bao nhiêu. Sau đó chúng ta trừ đi thì sẽ ra được chính xác cái số thuế giá trị tăng mà chúng ta phải nộp là bao nhiêu. Rồi thì bây giờ mình sẽ thực hiện lập một cái bảng chữ T nhá. Mình sẽ copy hết tất cả các cái số tài khoản ở đây lại. Đây, đây, số tài khoản này, phát sinh nợ, tổng phát sinh có, rồi số tài khoản copy lại. Bây giờ mình sẽ thực hiện việc lọc trùng nhé. Đây, remove duplicate. Rồi. Mình sẽ chọn là đây chính là cột H. Rồi. Mình chỉ cái việc mình sẽ chọn continue with the current selection, tức là mình sẽ chỉ lọc trùng ở cái cụm mà mình đang chọn này thôi nhé. Ok, rồi sau đó thì mình sẽ sắp xếp lại các cái số này theo thứ tự từ A đến Z, tức là từ bé đến lớn, để có thể kiểm soát dễ dàng hơn các cái số tài khoản này. Và sau đó mình sẽ thực hiện việc tính tổng phát sinh nợ và tổng phát sinh có của các cái yếu tố này nhé. Để thực hiện việc tính tổng phát sinh nợ thì mình sẽ sử dụng một cái hàm, đó chính là hàm SUMIS. Bởi vì đây là cộng tổng có nhiều điều kiện. Đầu tiên là sum range, đó chính là cái cột mà mình cần tính tổng. Mình sẽ kéo xuống đến hết luôn nhá. Cho đến 50 đi.
tiếp tục, vùng điều kiện thứ nhất là mình sẽ chọn số tài khoản, nó sẽ cũng là E2 đến E50 luôn, F4, và số tài khoản của mình là chính là 111. Mình sẽ không để dấu đô la ở đây để cho các cái số tài khoản này có thể chạy dọc từ 111 đến 642 nhá. Tiếp tục mình cộng các cộng tiếp theo, đó chính là cái vụt nợ và có này. NF4 này, nợ có ở đây mình đã tính tổng phát sinh nợ thì mình sẽ ghi ô nợ. Rồi, được chưa nào? Tiếp tục đây mình sẽ copy nguyên cái công thức này sang bên này để thay vào cái cột là phát sinh có. Thì mình chỉ việc thay chữ nợ đây bằng chữ có thôi. Rồi đây nha, như là tổng phát sinh nợ là 2.272.000. Tiếp tục tổng phát sinh có, ok, tổng phát sinh nợ và tổng phát sinh có bằng nhau. Bây giờ mình sẽ tính ra đây riêng nhá, là cái số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong quý 1. Đây mình sẽ xem nào, thuế giá trị gia tăng phải nộp và thuế gia tăng nộp trừ số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Đối với cái số thuế giá trị gia tăng phải nộp này thì đó chính là số tài khoản là 333, và cái thuế giá trị gia tăng được khấu trừ này đó chính là tài khoản 133. Rồi các bạn soi sang cái số tài khoản 333 thì có tổng phát sinh nợ và tổng phát sinh có là 10.000 và 120.000, thì cái số chị đang phải nộp sẽ là 120.000 trừ đi 10.000 sẽ ra 110.000. Mình sẽ ghi ở đây nhá. Số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 133, là ở đây là 32.000. Rồi, vậy thì khi đó cái số thuế giá trị gia tăng chúng ta phải nộp thực thì sẽ là 110.000 trừ đi 32.000 sẽ ra 78.000. Bởi vì chúng ta khi mua hàng thì chúng ta đã nộp thuế rồi, thì cái số thuế đó đó chính là cái số thuế mà chúng ta được khấu trừ. Thì khi mà khách hàng mua lại thì cái số thuế đó chúng ta nộp rồi thì chúng ta sẽ không phải nộp lại lần hai nữa, thì chúng ta sẽ lấy trực tiếp cái số thuế phải nộp trừ đi cái số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, thì sẽ ra được cái số tiền này là 78.000, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bổ sung nó vào trong cái nghĩa vụ tiếp theo, đó chính là cái nghĩa vụ số 10 nhá. Đây, phải nộp, và chúng ta ở đây nộp bằng tiền gửi ngân hàng. Thuế giá trị gia tăng phải nộp giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp 333.112, 333 giảm là nợ, 112 giảm có, và số tiền ở đây sẽ là 78.000. Rồi ok, tiếp tục nghiệp vụ số 11.
tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Khi mà chúng ta phải tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta phải biết được lợi nhuận doanh thu nó như thế nào, thì mình sẽ tính trực tiếp vào đây cho các bạn nhìn thấy nhé. Thì ở đây mình sẽ có một cái cột đây, mình sẽ ghi doanh thu này, giá vốn này, chi phí bán hàng này, chi phí quản lý doanh nghiệp này, mình sẽ ra được lợi nhuận này, sau lợi nhuận thì sẽ số thuế này, thuế thu nhập doanh nghiệp này, mình sẽ có lợi nhuận sau thuế. Và thuê chia cổ tức. Đây, doanh thu của chúng ta là tài khoản số 511 sẽ bằng đây 1.200.000 trừ đi cái số tiền mà khách hàng trả lại. Và nãy thì đã ra là 1.100.000 đồng. Tiếp tục giá vốn hàng bán, giá vốn hàng bán 632. Đây, 450.000 trừ đi 50.000 là khách hàng ở hàng bị lỗi và khách hàng trả lại là 400.000. Chi phí bán hàng là 55.000. 641. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642 bằng 40.000. Lợi nhuận thì sẽ bằng doanh thu trừ giá vốn và trừ đi chi phí. Thuế giá trị, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chiếm 20%. Là 121.000 và lợi nhuận sau thuế của chúng ta sẽ là 605.000 trừ đi 121.000. Lợi nhuận sau thuế của chúng ta là 484.000. Đây, chúng ta có số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước là 121.000. Đây, thì ở đây mình sẽ hạch toán cái nghĩa vụ này như sau. Đầu tiên là tiền mặt này, mình nộp bằng tiền gửi ngân hàng nha. Tiếp tục thuế và các khoản nộp cho nhà nước, đây khi mà chúng ta xác định cái số thuế phải nộp cho nhà nước chúng ta chưa giả thì là thuế này nó tăng lên, và tiếp tục khi mà chúng ta đã xác định cái số thuế đó và chúng ta giả thì cái số thuế này nó sẽ giảm xuống, và bên đó sẽ là cái chi phí của cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi, ok, đây mình sẽ cho cái cột này nó rộng ra chút nhá. Rồi, tiền gửi ngân hàng của chúng ta chắc chắn là giảm rồi, giảm có. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước 333. Mình sẽ ghi số tài khoản ra đây trước nhá. Và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là 821. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước là và số tiền gửi ngân hàng của chúng ta sẽ là 121.000. Sẽ bổ sung thêm một cái số tài khoản vào cái bảng chữ T này, đó chính là cái số tài khoản 821 vừa mới được xuất hiện nhá. Rồi, được chưa? Rồi, tiếp tục nghiệp vụ cuối cùng, nghiệp vụ số 12. Chia cổ tức 30% lợi nhuận sau thuế của quý 1 cho cổ đông bằng tiền mặt. Chia cổ tức 30%, đây cổ tức của chúng ta sẽ bằng 30% của lợi nhuận sau thuế. 30% lợi nhuận sau thuế 484.000. Là chúng ta chia là 145.000, 200.000
200 đồng cho cổ đông. Đây, chia bằng tiền mặt đúng không? Thì là tiền mặt sẽ ảnh hưởng này và tiếp tục là phải trả. Tiền mặt chia bằng tiền mặt thì tiền mặt sẽ giảm và nó sẽ giảm. Phải trả tiền mặt 1-1. Phải trả về người khác. Rồi, sẽ tiếp tục bổ sung thêm một cái tài khoản vào cột chữ T, đó chính là tài khoản 338. Rồi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ reset lại cái bảng này một lần nhá. Đây bây giờ mình sẽ tính, đây mình sẽ luôn đây nhá, sẽ tính tổng của phát sinh nợ xem sẽ là bao nhiêu nào. Tiếp tục sang bên này sẽ là tổng phát sinh có. Rồi, như vậy thì là tổng phát sinh nợ và tổng phát sinh có đã bằng nhau. Thì trên đây chính là hướng dẫn của mình cho cái bài tập về nhà số 4 này. Thì nếu mà các bạn có chỗ nào chưa hiểu thì các bạn có thể để lại comment dưới video này để mình có thể giải thích kỹ càng hơn cho tất cả các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe video của mình.